Đến 3 trận thắng 2, thua 1. Rồi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi.
Ngã như là đã pháo đấy. Đạt chỉ tiêu cái này. Coi đạt chỉ tiêu đó là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào tay người ta trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi mà mày không nó lại đúng không đời đời ra tiếng làm nhỏ nó cũng làm cho việc nó lớn hơn thôi thôi mình thấy không đáng biết công việc của mình có ổn định thì ok mình đồng bộ cũng chọn nó vẫn có sự ổn định của bạn còn cái việc cái này đừng để lên 68 rồi. Yeah.
cái chết bạn. Đâu rồi? Ai à? Anh Sáu. Anh Sáu.
chồng nè, anh Liêm nè, rồi vợ chồng anh Hoàng, vợ chồng anh Quý, tiếp thêm mấy anh em nữa, ai cũng có hết, hỏi không đầu mối đâu rồi, hỏi không em hỏi không nào nữa, tại nhiều không hết, không nè, không này là đầu mối, chứ nó nói không ai học bạn tới cái gì nữa, không đầu mối đâu rồi, để cho cái hình lương nè, chưa dám đăng lương nè, anh buồn hết. Đó, nó buồn. Cái không nói làm lời em nhớ không? Và khi chở em ra cái cục bỏ em ở đây. Sao buồn vậy Thảo?
Hãy